Không biết là cái thằng cũ em nó làm thương hiệu nhãn thế nào. Ông nhãn này thì đang bán, bà có ship được đâu mà, bà có ship được đâu mà người ta lại phải về đây người ta lấy. Ừ, bà biết gửi xe cơ. Thế thì cháu chuẩn bị mất nghề đến nơi rồi. Thế này là cuộc sống nó vui rồi còn gì nữa à? Cứ hai bà cháu ngồi, hai bà cháu, bà cứ xưa khen mình sướng, mình lại khen bà sướng. Hỏi bảo nhãn bao nhiêu tiền, bà bảo mày ăn thì cho túi. Bảo mua đây là mua cho bọn ở trên kia. Năm ngoái nó mùa vải nó cho cá một thùng. Cân không? Bà đa hoàn cảnh này còn cứ thằng nghèo đi ủng hộ thằng giàu. 11 cân mát. Người ta cống hiến cả đời rồi. Tầm này là nói chung là cứ ngồi đây xong rồi vẫy thôi. Vẫy xong rồi về xem có hết giờ là xem cô dâu 8 tuổi 6 cân mát. Cộng vào xong rồi nhân lên. Chưa được 17 cân. Rơi hết rồi. Rơi nhiều quá nhỉ. Về Hưng Yên mà ăn nhãn mới trêu các bà nha. Đây là đường lên đây có Park. Đường lên đây có Park. Nhưng mà anh em đồng lắm. Bà bảo dự kiến nhà bà năm nay thu hơn tấn nhãn. Hơn tấn nhãn mà bán lẻ như thế này 15.000 thì đến bao giờ mới hết. Ôi, thế 15-20.000 thế thì mà một tấn nhãn được có 15 triệu thôi à? Ồ, cứ tưởng phải tiền tỷ cơ. Cứ tưởng tiền tỷ, cháu đi đây. Thanh toán rồi nhá. Vâng, ngày nào chả đi qua đây. Nhưng mà ăn nhãn nó hay mọc mụn ở mông lắm. Vâng. Đấy, bé Hưng Yên bán nhãn. Cứ thi thoảng mua nhãn ủng hộ bà con. Xong rồi đi qua vườn mấy người anh em thế là biếu thì lịch sự quá. Mà cho thì nó kiểu nó xòe xòa. Bảo tặng thì lại theo kiểu là như kiểu là yêu đương các thứ. Chả biết dùng từ nào. Biếu thì toàn anh em bằng vai phải lứa. Thì bảo là biếu thì hơi ấy. Cho thì lại thành ra là xòe xòa quá. Đây nhãn rồi. Quả nó phải to hơn ngón chân cái. Còn nói chung là cái bán ở ngoài đường này thì nói chung là nó không thể là cái loại nhãn ngon mà tôi ấy đâu. Mẹ đến nhãn ngon mà mình ở cái vùng nhãn này mình vẫn còn xòe xòa, mình còn suýt xoa ấy. Đấy, nó mới là nhãn ngon. Nhãn ngon các bạn sẽ không gặp ở ngoài đường này người ta bán đâu. Mẹ chưa kịp ấy thì là một là người ta chảy, người ta cho tặng biếu của gia đình người ta, hoàn cảnh nhà người ta. Còn ở trên ở đấy thì tôi bảo là hôm nào có hôm ấy là thằng em nó bảo. À, tôi bảo là tối tôi sẽ có một video ra mua một cả một cây nhãn. Xong rồi vặt, xong rồi làm video mấy các thứ. Nhưng bận bố mẹ lên mấy cả mình có bán nhãn đâu. Thời gian đéo đâu gì đi làm nội dung là đi mua một cây nhãn. Mua một cây nhãn ngon, tức là mua cả cây người ta ấy. Mình vào mình uống chén nước chè, xong rồi bắt đầu tự ước lượng xem cái cây là bao nhiêu ấy. Nhưng mà thực ra là kiểu người nào người ta chuyên thì là người ta sẽ mua được cái giá rẻ nhất, hời nhất. Nhưng mà mình không chuyên thì kiểu mẹ gì chả hớ. Nhưng mà mình hớ với người này, nhưng mình lại ấy hơn người kia. Tức là mình lại mua rẻ hơn người kia. Tức là cái giá ấy, giá này thì đắt so với người này.
nhưng lại rẻ so với người kia, tức là cùng là việc đi mua, nhưng mà hai người mua với tư cách khác nhau thì nó lại dẫn đến cái giá lại khác nhau, rẻ hay đắt nó lại tùy người đấy, ngay cái việc giá đó nó khác nhau rồi đây thì các ông cứ đi thưởng thức. Còn cái nhãn mà bán ngoài đường này thì tôi đảm bảo luôn là chưa phải là nhãn ngon nhất ở địa phương tôi đâu, mà nhãn ngon nhất ở địa phương tôi là thường là người ta cho tặng biếu, còn ở đây bây giờ là 15-20 nghìn tùy người đấy, tùy người. Mà ô tô mà lịch sự nữa thì có thể người ta phẹt cho 25 hay gì đấy. Mà thậm chí còn có cái trường hợp mà 1 cân chỉ có 8-9 lạng, kiểu vậy. Bà ấy là quên mất bà gì nhỉ? Bà Nghĩa, ngày xưa là bà Nghĩa bà ấy làm kiểu nhân viên trong vườn. Đang ấy tí nữa rồi đổ, lên như kia rồi đổ. Bà Nghĩa cũng là nhân viên ở vườn này. Tôi ngày xưa tôi thuê hai bà làm cỏ mấy cả các thứ ở vườn này. Thế là gọi là bà con cũng có cái kỷ niệm. Nói thật ra là kỷ niệm. Còn mọi thứ thì bây giờ nó qua rồi thì nói làm gì. Nó qua rồi nó chỉ còn kỷ niệm thôi. Kỷ niệm xong rồi bà con nhớ đến nhau. Xong rồi thế nọ thế kia à, bà gặp một phát bà bảo sướng. Như hai vợ chồng mày không? Như mày bây giờ sướng doanh nhân thành đạt mới thế nọ thế kia. Như nói chung là như vợ chồng cháu. Đấy. Cho nó giống kiểu doanh nhân thành đạt thì đéo ai mày. Nhưng mà mình bảo bà mới sướng này. Bà cứ ngồi đây bà vẫy cho nó qua ngày đoạn tháng. Xong rồi tối về bà xem cô dâu 8 tuổi thế nào nó hết ngày. Nhưng mà ở đây xong rồi bà đoán người. Xong rồi đoán khí rời. Đây mình cứ long quang như con bọ gậy ấy. Ôi được rồi, để tôi còn đi, tôi còn ra kia tôi còn đổ xăng. Nói sơ qua cho mọi người như thế. Về Hưng Yên bây giờ nó đang bắt đầu vào mùa này, đang rộ nhãn này. 1-2 ngày là mà thời gian trôi nhanh lắm. Nếu các bạn mà ví dụ như là không ấy một phát là 10-15 ngày sau là hết bà là mùa nhãn. Năm nào thường ra mình chả bán nhãn đâu, nhưng mà năm nào mình cũng tâm huyết mình quay video cho à, từ cái địa phận cái từ hồ này đi vòng xuống là các bạn ấy cứ mấy bà lại cứ cách khoảng tầm mấy mét này là các bạn mang nhãn ra các bạn bán vẫy. Nhưng còn nếu mà các bạn mà tham quan mô hình như thế nọ kia là phải ra ruộng, ra ngoài vườn. Nhưng mà nói thật ra là không có thời gian, các bạn mua được 1-2 cân người ta đang vẫy như này xong rồi các bạn ra, tức là mình thì mình ấy được, nhưng không, mình cũng không có thời gian, chỉ quay cho các bạn biết địa điểm như thế các bạn về các bạn mua. Còn thực ra nếu mà mua số lượng thì nó rẻ, mua số lượng ví dụ như mua 1 cây hay là mua đầu tạ đầu tấn thì chắc là nó rẻ nữa. Còn mua lẻ thì đấy đi, tùy người là 15-20 nghìn một cân. Nhưng mà nếu mà không tinh hoặc là không ấy là các bạn ví dụ như là 1 cân thì sẽ bị 8 lạng hay 9 lạng. Còn nói chung là ai cũng gian cả, nhưng mà mình xòe xòa mình cho qua thì nó dễ sống. Các bạn buôn bán và các bạn kinh doanh cũng vậy, mà các bạn cũng muốn là gặp khách nó nhanh nhẹn, nó thoải mái. Nhưng khi là mình là đi người đi mua, mình mẹ nhìn cân mắt xong rồi bắt thế nọ thế kia, xong rồi giá thì từ 15 nghìn phải xuống 12-13 cơ, thế nọ thế kia, xong hai bà mà cả mất mẹ nửa tiếng. Cái thời gian nửa tiếng ấy chúng ta kiếm được bao tiền mà cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thư thả. Bây giờ lại đi đau đáu rồi, bây giờ còn có tí này thì cứ mỗi ngày đi qua là ủng hộ bà ấy chục cân thì à, đội mũ bảo hiểm nào.